5006. Hôm nay lột nắp cabin nữa. Chắc mới ngạt dầu nữa. Tôi qua luôn.
gồm vô. Khi hết thì châm nước nữa, không đi bút nước rồi. Tăng nhiệt nó bị một cái gục nó ngạt, mau nóng máy. Cái này lúng quá, không có xuống đây nữa. Cũng trên nữa không. Nó lúng nhiều, chắc nó ướt hơn. Rồi chắc gì đâu quá ướt rồi.